Ngày 16 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông tin cảnh báo người dân về tình trạng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản thông qua các khóa tu mùa hè trên mạng xã hội. Cụ thể mới đây nhất, khi nghiên cứu các khóa tu mùa hè cho con, chị Hát chú ở Hà Nội có kết nối với tài khoản Facebook Tu Sinh Mùa Hè để đăng ký cho con. Sau đó, một người tự xưng là trưởng ban Tu Sinh gọi cho chị Hát giới thiệu và cung cấp số và ảnh căn cước công dân của trưởng ban để tạo niềm tin. Đối tượng đưa chị Hát vào nhóm trên mạng xã hội Telegram và yêu cầu mua vật phẩm phong thủy nhằm tương tác cho công ty vật phẩm phong thủy vì họ là nhà tài trợ chính cho khóa tu. Khi mua vật phẩm, sau 3 đến 5 phút công ty sẽ hoàn lại tiền cho phụ huynh đã mua. Sau nhiều lần mua và được hoàn lại tiền vật phẩm, chị Hát được yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn với lý do sai thao tác, không chụp ảnh vật phẩm phải hoàn thành thao tác, hoàn thành điểm tín nhiệm. Chỉ trong vòng 2 ngày, chị H đã bị các đối tượng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng. Trước chiêu trò lừa đảo thông qua các khóa tu mùa hè đang nở rộ trên mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa học trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo. Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội thông tin đơn vị đang điều tra xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1,5 tỷ đồng với thủ đoạn tuyển cộng tác viên online làm nhiệm vụ mua bán sản phẩm cho các công ty sàn thương mại điện tử để hưởng hoa hồng. Theo đó, vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, chị T, sinh năm 1999, trú tại Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ mua bán hàng hóa sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Chị T đã chuyển 1,5 tỷ đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền gốc và hoa hồng. Lúc này, chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên để tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố bắt giam Huỳnh Ngọc Thu, 56 tuổi, trú tại Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cơ quan công an, năm 2023, Huỳnh Ngọc Thu là có đất, tự xưng có mối quan hệ với lãnh đạo nhận làm sổ đỏ cho người dân nếu có nhu cầu để lấy lòng tin, ban đầu Thu dẫn chủ đất đến các văn phòng trụ sở làm thủ tục công chứng. Sau đó, Thu đã lên mạng xã hội, đặt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi giao cho người dân để lấy số tiền đã giao kèo nhận làm số trước đó. Với thủ đoạn trên, Huỳnh Ngọc Thu đã lừa hàng chục người dân ở thị xã Đức Phổ để chiếm đoạt tiền. Sau khi sự việc bại lộ, Huỳnh Ngọc Thu đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh xác định nơi bị can lẩn trốn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đức Phổ đã cử trinh sát vào thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Huỳnh Ngọc Thu và di lý về Quảng Ngãi để điều tra làm rõ vụ việc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa phá chuyên án tổ chức môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khoảng 23 giờ ngày mùng 10 tháng 3, tại khu vực mốc biên giới 817 khu vực xóm Háng Thoang, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, lực lượng biên phòng bắt quả tang Nông Văn Ánh sinh năm 1991, trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đang dẫn đường cho ba người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng bắt khẩn cấp Mạc Văn Tôn, sinh năm 1990 và Mạc Văn Tùng, sinh năm 1994, cùng chú tại huyện Trùng Khánh. Các đối tượng khai nhận vào sáng ngày mùng 10 tháng 3. Mạc Văn Tùng nhận được điện thoại của một người thuê Tùng đến khu vực mốc biên giới 817, đón 3 người đàn ông Trung Quốc và đưa họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công là 13,5 triệu đồng. Tùng nhận lời và thuê nông Văn Ánh Mạc Văn Tồn đi đón với tiền công là 9 triệu đồng. Tùng sẽ đợi và nhận người tại xóm Kheo Nà để giao cho người khác trong quá trình đưa người đến điểm hẹn thì bị lực lượng chức năng phát hiện nên tôn đã lợi dụng đêm tối bỏ trốn khỏi hiện trường còn ánh và ba người đàn ông trung quốc bị tạm giữ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được Dương Đức Luân sinh năm 2000 ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp 1 tỷ đồng. Nghi phạm đầu tiên là Nguyễn Hoài Nam, 25 tuổi, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đã được vận động ra đầu thú hôm 9 tháng 3. Hôm sau, nghi phạm thứ hai Nguyễn Văn Hùng, 22 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương, bị công an Vĩnh Phúc và Hải Dương phối hợp bắt giữ. Hùng có bốn tiền án và là người trực tiếp cướp túi tiền. Như vậy, cả ba người tham gia vụ cướp đã bị bắt. Trước đó vào ngày mùng 8 tháng 3, chị P ở huyện Vĩnh Tường đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên rút 1 tỷ đồng. Khi về đến đường Mê Linh, thuộc địa bàn phường Liên Bảo, chị T vừa xách theo chiếc túi đựng tiền bước ra khỏi xe ô tô thì bị hai đối tượng đi trên xe mô tô từ phía sau áp sát theo công an tỉnh vĩnh phúc hùng và nam khai cả ba không quen biết trước nhưng qua tham gia nhóm những người vỡ nợ trên mạng xã hội đã kết nối gặp nhau và bàn việc cướp tài sản của những người rút tiền trong ngân hàng chúng phân công nam vào quầy giao dịch quan sát xác định mục tiêu để báo cho hùng và luân bám theo cướp giật